Xin chào tất cả các bác nhá. Xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại đỉnh Hấu Chua cùng với cả 7 anh em siêu nhân. Trong cái ngày hôm nay thì cũng báo một tin rất là vui cho chỗ 7 anh em siêu nhân. Đó là Mỹ Linh đã nhận được những cái phần quà của cô Kim Phạm ở bên Mỹ. Thì cô có gửi về cho 7 anh em siêu nhân là mỗi người một phần quà trị giá là 500.000 đồng. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại trên đỉnh Hấu Chua. Và trong cái ngày hôm nay thì 7 anh em siêu nhân lại tiếp tục ở trên cái đỉnh cua trên kia, là mình là hôm nay đập đá đúng không? Vâng ạ. Hôm nay là mấy anh em siêu nhân là lại tiếp tục đập đá. Sau đó là ngày kia là bắt đầu nghiền nữa, là cuối cùng là vài hôm nữa thì mấy anh em đổ nốt thì sẽ là xong cái đoạn dốc cua và lên đến nhà anh Xính. Thì rất mong là 7 anh em siêu nhân cố gắng hết mình, tại vì cái tuyến đường này bây giờ cũng sắp xong rồi. Vâng. Đấy, anh em phải cố gắng. Quà thì cũng còn rất nhiều phần quà. Hôm nay thì Mỹ Linh sẽ trao cái phần quà của cô Kim Phạm trước cho mọi người. Đấy, cô thì cũng có gửi từ bên Mỹ về cho mấy anh em, mỗi phần quà là trị giá 500.000 đồng nhá. Thì bây giờ thì Linh sẽ trao những phần quà đó cho 7 anh em siêu nhân đây. Hiện giờ thì bác Sò thì đang đi về, bác Sò là đi đâu nhỉ? Bác Sò về nhà có tí việc. Bác Sò về nhà có tí việc. Thế nên là tí nữa là cái phần quà đó sẽ trao sau cho bác Sò. Hiện giờ thì Linh sẽ trao cái phần quà của cô Kim Phạm ở bên Mỹ cho 7 anh em siêu nhân đây. Đây thì hôm nay thì Linh cũng mua được những cái phần quà rồi. Hiện giờ là trao cho mấy anh em luôn. Sau đó là trao cho mấy anh em, sau đó thì mấy anh em sẽ mang về nhà. Đấy, cái này là những cái phần quà cho 7 anh em siêu nhân nhá. Mỗi người đều một phần như thế để mang về nhà nhá. Đây là cô rất là quan tâm đến chỗ 7 anh em, thì cũng gửi tiền cho Mỹ Linh để Mỹ Linh mua những phần quà cho. Ở trong này là có mì tôm này, muối này, mì chính này, với cả dầu ăn nhá. Vâng. Cái phần quà này của bác Sò thì cứ để đây nhá. Vâng. Đấy thì còn gạo nữa cơ. Đấy, anh em cứ để dưới đất đi. Xong gạo thì bê được. Gạo này thì đã phải vận chuyển từ dưới kia lên các bác. Ui, rất là cao, anh em trồng cao quá. Đấy, hôm nay một suất 20 cân gạo nhá, để mọi người lấy về nhà nhé. Đây, bác chờ đây. Một tập đấy. Đây của anh vừa ấy. Nặng phết đấy nhờ, cũng không phải nhẹ. Đây của anh Phó này. Đấy, lửa lấy ra và máy ra mình chụp một bức ảnh. Đây, dịch dịch sang bên kia một tí. Đấy, chụp bức ảnh kỷ niệm. Cảm ơn cái món quà cô Kim Phạm. Rồi, thôi anh em xem là để trồng lên đây đi, cho nó đỡ bẩn đấy. Cho chu tua sào vào vó là đấy. Đấy, cứ để đấy. Mua trầu kìa, trầu chết rồi. Đấy thì vừa rồi thì Linh cũng trao cái phần quà của cô Kim Phạm cho 7 anh em siêu nhân ở trên đỉnh Hấu Chua. Chúng ta lại đứng đây xong rồi chúng ta vỗ tay một lần này, cảm ơn cái món quà của cô Kim Phạm nhờ. Vâng. Thôi, cảm ơn cái món quà của cô Kim Phạm đã gửi đến cho 7 anh em siêu nhân nhá. Thôi, mình vỗ tay một cái để cảm ơn cô. Đấy thì hiện giờ thì Linh đã trao đến tận tay cho 7 anh em siêu nhân, mỗi suất quà là 500.000 đồng. Thì cô gửi 3.500.000 đồng, 4 triệu. Thì trong đó thì 500.000 đồng là cho Mỹ Linh một phần quà nữa. Thì hiện giờ thì Mỹ Linh cũng đã nhận được cái phần quà đó rồi. Thì còn 3 triệu rưỡi thì mỗi suất là 500.000 đồng thì Linh đã gửi lại cho 7 anh em siêu nhân đây. Đấy thì không biết là chỗ anh Xính có thay mặt chỗ 7 anh em siêu nhân gửi một lời cảm ơn đến cô Kim Phạm bên Mỹ không? Cháu thay mặt 7 anh em siêu nhân đây, cháu cảm ơn con Kim Phạm ở bên Mỹ rất nhiều. Có tấm lòng vàng đã trao quà cho bọn cháu ở đây này. Rất mong là còn có nhiều phần quà hơn nữa nữa. Có nhiều nhiều sức khỏe và mạnh gạt được nhiều may mắn hơn nữa. Rồi. Thôi vỗ tay cảm ơn anh Xính tí nhỉ. Đấy.
Thì một lần nữa thì Mỹ Linh cũng thay mặt chỗ 7 anh em siêu nhân, một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn cái món quà của cô Kim Phạm. Cũng qua đây thì cũng chúc cô và gia đình luôn dồi dào sức khỏe. Cảm ơn cái tấm lòng vàng của cô đã ủng hộ những phần quà về với vùng cao, và đặc biệt là chỗ 7 anh em siêu nhân trên đỉnh Hấu Chua, đã làm những con đường mà cũng được quý cô bác Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã gửi tiền về như mua những bao xì đây. Thì 7 anh em siêu nhân ở trên đỉnh Hấu Chua thì ai cũng là rất là nỗ lực trong cái việc đổ đường, và rất là trân trọng những bao xì của quý cô bác đã gửi về cho 7 anh em siêu nhân đây. Thì một lần nữa thì Mỹ Linh cũng thay mặt 7 anh em siêu nhân đây, hôm nay thì đặc biệt cảm ơn món quà của Kim Phạm, và cũng cảm ơn những quý nhà hảo tâm đã gửi tiền để mua xì về đây. Chúc tất cả mọi người luôn dồi dào sức khỏe và thành công việc. Tạm biệt, cảm ơn tất cả các bác nhé. Mình lại nói tạm biệt quen quá rồi. Thôi cảm ơn các bác nha. Thôi anh em cất đi nhá. Vâng. Đây mang cất đây xong rồi lại làm mình hôm nay lại tiếp tục phá đá đúng không? Vâng. Tí đập đá. Đập đá. Đấy thì mấy anh em thì những cái phần quà thì Linh cũng cho bảy anh em siêu nhân rồi. Đấy xong rồi lấy về cho vợ con nhá. Tại vì những cái món quà của cô Kim Phạm này thực sự là rất là kịp thời cho 7 anh em siêu nhân. Thì quý cô bác cũng biết là 7 anh em siêu nhân là làm đường, cũng không có một cái nguồn thu nhập nào ngoài khác, là trong cái thời gian vài ba tháng đó thì 7 anh em siêu nhân chỉ ở trên đỉnh Hấu Chua là phá đá mở đường và đổ xi thôi. Thế nên là cái nguồn kinh tế của 7 anh em siêu nhân thì không có. Tại vì đây là những người đàn ông, là những người trụ cột kinh tế của gia đình, mà hiện giờ đã phải đi ra phía bên ngoài đường này để làm đường, thì chắc chắn là gia đình sẽ không có những cái nguồn thu chi mà mọi người có thể đi làm thuê, đi làm chỗ nào đó để có tiền để gửi về cho gia đình. Thì đây là những món quà của cô Kim Phạm, nó gửi rất là kịp thời cho 7 anh em siêu nhân để mang về cho các con với cả vợ con ở nhà. Thì cũng một lần nữa Linh cũng xin chân thành cảm ơn cô Kim Phạm rất là nhiều, và cũng rất mong là tiếp tục nhận được thêm những sự hỗ trợ của quý cô bác cho 7 anh em siêu nhân. Sau khi cái tuyến đường này đổ xong thì cũng rất mong là nhận được những sự hỗ trợ để ủng hộ cho 7 anh em siêu nhân đây, có những cái số tiền để mọi người có thể làm được một căn nhà sạch sẽ để ăn cư lập nghiệp. Tại vì nhà của 7 anh em siêu nhân là nhà của ai cũng giống nhau hết cả, cũng đều xuống cấp hết cả rồi. Mỹ Linh cũng rất là mong nhận được những sự xe duyên, hữu duyên từ quý cô bác. Bây giờ thì cái hôm qua ấy, thì 7 anh em siêu nhân thì đã chở anh vừa ơi, hôm qua là chở đủ 200 bao đúng không? Ở đây thì hôm qua thì là 7 anh em siêu nhân đã chở đủ 200 bao xi lên ở đây nhá các bác. Hiện giờ thì do cái tuyến đường ở kia thì mọi người đang đổ, thế nên là cũng không thể vận chuyển lên đấy, nên mọi người phải tập kết ở đây. Sau khi là cái trời mà bắt đầu nắng ấy thì mọi người sẽ di chuyển lên phía trên kia. Đây những cái bao xì đây. Quý cô bác, có quý khán giả là bảo là Mỹ Linh chỉ là thanh toán tiền xì thôi chứ còn xì thì chả thấy đủ đây. Thì hiện giờ là 200 bao xì đây. Ở đây là 100 bao nhá. Mỹ Linh đoán đây là bên này là 100 bao này. Còn bên này chắc là cũng 100 bao. Phía trên thì không biết là anh em cũng vận chuyển một số lên trên kia rồi. Bây giờ thì 7 anh em siêu nhân lại tiếp tục cái công việc của mình là đi lên trên phía trên này để tiếp tục là kè đá và sửa lại đường với cả đập đá. Đấy, mời tất cả các bác cùng với Mỹ Linh đi lên trên này. Thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì cái thời tiết ở vùng cao vào cái mùa này thời tiết nó rất là thất thường. Đấy, các bác cũng nhìn thấy ở phía bên tay trái của Mỹ Linh sang nhìn thấy cái đèo Má Pì Lèng. Bây giờ hiện giờ mây cũng đang che phủ kín ở dưới những cái hủm này. Bây giờ đây là những cái mép mặt đường mà hôm trước 7 anh em siêu nhân đã đổ đây. Đâu mọi người đập đá ở tận đâu? À, tận trên đấy à? Đấy mọi người sẽ đập đá xong rồi. Ngày mai thì khả năng là Mỹ Linh sẽ gọi là bây giờ những có những nhà ấy, của 7 anh em siêu nhân là cũng là dần bẻ ngô xong hết rồi, thì cũng sẽ nhờ chỗ các chị em phụ nữ là đến giúp 7 anh em siêu nhân là nghiền bột đá với cả đập đá nó nhỏ đi để cho còn những 7 anh em siêu nhân là sẽ là đổ đường, còn chị em phụ nữ đến hộ ở phía bên kia thì cái công việc nó sẽ nhanh hơn. Đợt trước thì ở nhà thì các chị em phụ nữ còn phải làm những công việc của riêng gia đình, thế nên là cũng không thể là ra đây để giúp đỡ được 7 anh siêu nhân. Đấy, thế nên là Mỹ Linh cũng rất mong quý cô bác thông cảm cho các chị em phụ nữ. Bây giờ mình đi lên phía trên này xem là 7 anh em siêu nhân làm nào rồi. Đấy, mấy ông nữa đổ đoạn này là phải cắt cái vỏ bao xi măng lên để che lại cái đá này nhá. Đấy, để cho nó đỡ tốn xi măng các bác. Hiện giờ thì Linh đang trên đoạn đường này, những tảng đá rất là to. Hôm trước thì là 7 anh em siêu nhân thì là cũng một số người thì đổ thế này,
còn một số người sẽ đảm nhiệm công việc là lên đây kè lại cái khu vực đá ở đây. Thì hôm trước thì cái đá này nó bị lở này. Đấy, hiện giờ thì bảy anh em siêu nhân đã kè lại rất là chắc chắn ở cái khu vực này rồi. Đấy các bác xem đá. Mình Linh rất là khâm phục chỗ bà con vùng cao là biết kè đá, nó như kiểu là một cái nghệ thuật của bà con ấy. Đấy hiện giờ thì các bác xem những cái tảng đá rất là to đây. Bảy anh em siêu nhân đã đập được như thế rồi. Sáng nay anh em đập được nhiều nhở? Đấy, chỗ này toàn đá to đâu các bác. Thế nên là bây giờ phải cũng mất rất là nhiều công để đập lại những viên đá này. Khả năng là ngày mai đó, khả năng là phải nhờ các chị em phụ nữ đến một hôm đấy. Để xem là nếu mà mọi người chị em phụ nữ đến thì anh vừa phải báo nhá, để còn mua đồ ăn nó nhiều một tí để cho các chị em phụ nữ đến còn giúp mình ấy. Đấy, nhá. Thôi anh em mình vào việc thôi, làm đi. Nhá. Bây giờ là đập thôi đúng không? Vâng. Đây bây giờ công việc đang chuẩn bị đây. Đây hiện giờ cái máy khoan đá nó đang bị kẹt ở cái đầu. Được rồi đúng không? Được chưa? À chắc là có cái cỏ kiểu nó bay vào đây đúng không? Đây bác sò đây vừa qua. Wow, bác sò là để ở dưới kia nhá. Mấy anh em là siêu nhân là nhận hết rồi đấy. Tí bác sò xuống lấy nhá. Quà ở dưới. Một bao gạo 20 cân, một thùng mì, chơi dầu, muối, mì chính. Bây giờ đang đưa anh này đi tiêm bò. À tiêm phòng gì? À đấy. Cũng đi tiêm phòng cho bà con. Tại vì các bác cũng biết là cái con bò trên vùng cao là cái nguồn kinh tế chính chủ đạo của trong các hộ gia đình người Mông ở trên vùng cao này. Thế nên bò rất là quan trọng. Thế là một số người khoan đá đi, một số người đi nhặt cỏ trên đường như kia. Thế đi đi đi, đi anh em đi đi. À bác sò có kinh nghiệm à? Đấy anh em đi đấy, mỗi người đi làm đi, chuẩn bị đến giờ trưa. Buổi sáng nay còn chưa làm gì. Lên đi bác sò, làm đi. Hiện giờ mọi người đang đi lên trên kia để phát cỏ để sửa lại đường. Còn chỗ bác sò là bác sẽ đảm nhiệm ở chỗ này là khoan những cái tảng đá kia xuống. Đấy sới hết mấy cái cỏ đấy đi. Khả năng nếu mai thì sẽ kêu gọi cái lực lượng chị em phụ nữ ra hộ một ngày cho cái công tác làm nó nhanh hơn. Lấy tay thôi à? Tay thôi. Nâng tay đâu rồi? Nâng tay để nó. Ui dồi. Nâng tay thế mọi người để trong kho một đống hay có thấy dùng đâu. Đấy qua cái đoạn dốc này thì sẽ lên cái địa điểm trên kia thì sẽ đến nhà anh Xính rồi. Chỉ còn một đoạn nữa thôi. Mấy anh em siêu nhân cố gắng. Mấy anh em cố gắng nhá. Phải cố gắng thì sắp xong rồi. Xong rồi làm nhà nữa. Lấy tay làm sao mà ấy được hả anh vừa? Hả? Quên rồi. Quen rồi.
giờ thì mấy anh em đang nhặt cỏ đây. Chỗ này cỏ mọc rậm nhỉ? Vâng. Khả năng nếu mà như thế này thiếu nước ấy, khả năng là phải đổ từ nhà anh Xính xuống trước thôi nhờ anh Xính nhỉ? Đúng rồi. Đấy, đổ từ nhà anh Xính xuống trước đi. Bây giờ đổ thì cái bể của anh mới còn nước. Đúng rồi. Thế thì sẽ cái đoạn dốc kia thì sẽ để vài hôm nữa sẽ đổ. Còn bây giờ thì sẽ đổ chỗ từ nhà đoạn anh Xính ở phía trên chỗ cái gốc trúc kia các bác. Sẽ đổ từ trên đó xuống đây. Để xuống đây thì có nước thì cái tiến độ làm đường của mọi người nó sẽ nhanh hơn, đỡ phải chờ đợi nước. Tại vì nước thì ở đây có nhưng mà phải kéo về nó rất là vất đấy. Trên này cao kéo nó không chạy về được. Đúng rồi. Đấy, cái cuốc này xúc luôn anh vừa anh xà chả nhanh hơn à? Tay thì thế nào mới xong? Đấy. Hay là dế toàn đá rồi đúng không? Dế toàn đá như này dùng cũng khó. Nè mới gì? Xin chào nhá, đi đâu đây? Nè mới gì à? Lúc đầu gặp thì ngại, không dám chào. Bây giờ gặp nhiều quá, quen, thành ra không biết ngại. Nấy dọn sạch vào không mấy nữa mình đổ đường là cỏ nó mọc ra là hỏng hết đường ấy. Dùng cuốc với cuốc được. Thôi mấy anh em cứ nhặt nhá. Để Mỹ Linh đi xuống xem bác sò đang khoan đá ở phía dưới này. Đây có một cái hộ gia đình ở đây thì người ta là đi làm thuê hết rồi. Còn trẻ con với cả người già ở nhà thôi. Bây giờ Linh sẽ đi xuống chỗ bác sò, chỗ đoạn dốc nhất. Cái đoạn trên này là như ở phi từ trên đỉnh xuống các bác. Mấy đứa cái tuyến đường này là phải làm cực kỳ là cẩn thận, không là rất là nguy hiểm. Anh các bác thấy Mỹ Linh đang đứng ngang với núi ở bên kia, mây thì đang bao phủ lên, sương nó bắt đầu lên rồi. Chưa thấy bác sò khoan đá, không biết bác sò đang làm gì đấy. Các bác xem cái địa thế, cái địa hình của cái con đường này nó rất là dốc này. À, có bác sò với cả bác trơ đang ở dưới, hai bác đang ở dưới đang hỗ trợ nhau. Ui ui, đá to đấy nhờ. À, nhưng mà phải hết sức cẩn thận nhá. Phải hết sức cẩn thận đấy. Ui cẩn thận nhá, xem là cái cục đá ấy nó chắc chắn chưa, vì đi xuống đấy nhá, không là chẳng may nó rơi xuống ấy, nguy hiểm ấy, hết sức là để ý. Thế bây giờ phải dùng máy đúng không? Bây giờ phải dùng máy khoan mới khoan được. Đúng rồi. Đây các bác xem thì hôm qua thì những cái tảng đá với cả trong buổi sáng nay thì bảy anh siêu nhân là đã đục ra rất là nhiều rồi. Úi, cẩn thận nhá bác sò nhá. Nhìn rất nguy hiểm các bác, Mỹ Linh nhỉ. Chuẩn bị chắc
chạy. Rơi vẫn rơi xuống đây không biết thế nào đâu. Bác Sò thì rất là chuyên nghiệp trong cái việc phá đá. Bác Sò là có kinh nghiệm rồi đúng không? Không biết là đá là không biết thua là cái đường là không là đường chứ. À đúng rồi. Bác Sò bảo là nếu mà không biết thì làm sao mà cái đường này phá được. Nguy hiểm không? Xuống này, cho xuống này, không có một cái bác kia. Đó. Đấy, hết sức để ý. Úi. Chạy luôn các bác. Rất là nguy hiểm. Lo tua. Ờ, không phải à, tưởng nhà này. Về nhà rồi, thấy rộng. Đấy, rộng về nhà rồi. Cái này tàu là chỉ sói mà. Hả? Chỉ giả sói. Tàu nó khó lắm, tàu đó tôi sẽ là chỉ cho trâu rồi. Tiêm xong hết rồi anh? Xong rồi. À. Thế về thôi gì? Còn một nhóm. À còn một nhóm bên đấy. Đấy. À. Đi tiêm. Đi tiêm phòng cho bò. Cán bộ xã. À? Sao? Ờ, gọi ai? Cô là không đủ vết, xây dựng của nó trịa vào ngày. À, ui dù. Toàn đá thế làm sao mà làm cua đẹp được? Chắc nhỉ. Cái này phải biết đập ấy, không biết đập thì gõ không bao giờ chuẩn đâu. Cẩn thận nha bác Sò nhá. Không sợ mà. Sao không sợ? Là lâu rồi. Lâu rồi. Là lâu mấy nào rồi. Biết. Là một bữa làm một ngày đã bị trang. Ba bốn trăm nghìn đấy. Ba bốn trăm nghìn à? Ừ. Thôi nguy hiểm quá. Mày lỗ sai gì cứ sợ nó sợ gì mà không phải sợ đâu. Đấy đứng đấy rồi. Nhìn lúc đá lở xuống thì mình còn tránh được. Đúng là chẳng có cái gì cản được sức người cả. Mệt đúng không? Mệt chứ. Cố gắng lên, còn mấy mét đường nữa thôi. Mỹ Linh cũng không biết thế nào, chỉ biết động viên cho mấy anh em. Hiện đang để chưa này, 15 triệu. À. Đúng thế là mua 160 cung. Ừ. Đấy là khoa là. À, cẩn thận nha, bắt sỏi vào chân dạ. Khoa là 6k 1k 2 lít. À 6k là xa. Để lên cho anh thằng là cá của mình làm là không mấy giờ không mấy nhỏ đây. Sớm mà rồi nhá. 3k đấy đủ đấy. Thế được chưa? Đó tí. 3k xa đấy đủ. Là thế đó, là đủ ạ. Rồi.
đi làm. Đợi trẻ con về đã. Đấy là chú. Lo cho tí đấy. Đảm bảo an toàn lao động. Ôi, đừng bắt chơi, đừng cho xuống. Thoải mái. Thoải mái à? Thoải mái mà, không đi thôi. Cứ phải đảm bảo á. Lo đi. Nên lo mà. Cục này xuống luôn đấy. Đấy, chưa đã. Ôi, bà. Bà tâm. Chưa đã. Không phải có gì kê vào đúng không? Đúng rồi, từ từ cái gì nó cũng được, nhanh quá không tốt đâu. Đúng rồi. Hơi hẹp đúng không? Đấy, đúng rồi, đấy. Đấy, hai người cùng đẩn. Bắt chơi đỡ bên kia nữa. Đúng rồi. Đấy. Rồi. Cho ra sớm mày. Đấy. Ui. Khiếp quá. Mọi người cứ làm nhá, Linh đi nấu cơm đã. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình Linh đã trao cái phần quà của cô Kim Phạm ở Mỹ đến tận tay của 7 anh em siêu nhân đây. Thì cái video trong cái buổi sáng ngày hôm nay của mình Linh đến đây kết thúc rồi. Các bác thấy video của mình Linh hay và ý nghĩa thì các bác hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của mình Linh ngày một lớn mạnh hơn, để Linh có thể giúp đỡ được càng nhiều bà con ở trên vùng cao vẫn còn nhiều những hoàn cảnh rất là khó khăn. Rất là cảm ơn quý cô bác trong thời gian vừa qua đã luôn đồng hành cùng mình Linh với cả 7 anh em siêu nhân trên đỉnh Hấu Chua. Và cảm ơn quý nhà hảo tâm đã luôn đồng hành và ủng hộ. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Tạm biệt tất cả các bác nhé. Thế hiện giờ các bác thấy sương bao phủ, bây giờ còn không nhìn thấy núi bên kia rồi. Đó. Thời tiết vùng cao khó đoán lắm.